Alo, chị nghe được chưa? Alo, nghe được chưa đây? Em không nghe được gì đâu. Chị dùng laptop à hay là máy cây? Alo, sao không nghe được nhỉ? Lúc chị vào chị có ấn vào cái chỗ audio đấy không? Alo. Thầy thầy nghe rõ chưa? Nghe được rồi đây. Nghe rõ rồi à? À ok. Đi tắt cái rồi rồi ok. Tắt mic cả anh nào? Cái này của đứa con. Đứa con nó học online biết rõ hơn. Con toàn học online, người ta học lớp của con. Chỉnh cái cam kiểu gì nó quay tiết mổ. Rồi, ok. Hôm trước là học xong cái phần từ vựng ở trên này rồi đúng không? Vâng. Chị thuộc hết từ mới này chưa? Những cái từ mới này rất là hữu ích cho chị đây còn gì đúng không? Còn nhớ. Rồi. 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 Rồi hôm nay bắt đầu đi vào phần ngữ pháp nhỉ, phần ngữ pháp. Thì cái phần ngữ pháp này mình sẽ có một cái ngữ pháp là gì? Danh từ. Đây mình có ghi danh từ y hoặc ca isthmita và danh từ y hoặc ca opsmita. Thì cái cấu trúc đầu tiên này, danh từ y ca ita đây chúng ta dịch là có một cái gì đó đúng không? Có chấm 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 gì đấy. Còn ở bên này opsmita này là gì? Không không có cái gì đấy đúng không? Thế còn cách dùng của nó, cách dùng ở đây chúng ta có từ ik này này. Ik đây là gì? Là Tiểu từ, rồi là tiểu từ tiểu tiểu không? từ Là tiểu từ của chủ ngữ đúng không? chủ ngữ Vẫn là của từ chủ ngữ nhá. Nó có cách dùng khi nào thì mình sẽ cộng từ y khi danh từ có có danh từ có bát y chi thì cộng với y đúng không? Còn khi danh từ không không có bát chi bất chim thì cộng với ca. đấy, đây là cách dùng nó. Rồi bây giờ mình đi vào làm ví dụ nha. Bây giờ nó có một cái câu là thì có ngân hàng, mình chỉ xác định là đâu là cái danh từ đúng không? Danh từ đây là gì? Hàng danh từ là ân hàng, Ngân hàng là ngân hàng đúng không? ân Mình hàng ngân hàng y istmita ít tinh mỹ ta, mình sẽ đọc là ít tinh mỹ ta. Ân hàng ý ít tinh mỹ ta. Nổi là không có văn phòng thuế. Không có văn phòng sa thuế. semu samuso Amuso ka Samusoka. ka obsmida Rồi Semu Samusoka Opsum ni ta. Semu Samusoka Opsum amuso semu tiếp số 3 đấy, có hóa đơn, có hóa đơn cái san so ka isumida thế gian so cá đi xin mì ta thế kế san so kế san so bình thường nếu ví dụ nhỉ cái hóa đơn giá trị gia tăng ấy, mình gọi là không có hóa hóa đơn giá trị gia tăng ở đây trên này mình có đúng không? có tôi là chị ta Đây mình sẽ ghép lại, bây giờ chị nói một câu là không có cái hóa đơn giá trị gia tăng ấy đúng không? Thì chị sẽ nói Fukase kế san so ka opsumida Fukase kế san so ga opsumida. Còn bây giờ tiếp này
Không có tiền thuế, không có tiền thuế. Tôn tôn bucaste Lại tôn kha không, không có tiền thuế, à cái từ C cơm không là tiền thuế. secum bucaste kha opsumida. Bạn đang không có tiền thuế không, chứ phải có tiền thuế giá trị gia tăng thôi nhé. Ví dụ như là thuế giá À, trị gia không có tăng thì tiền nó thuế. sẽ là phù ca xê rồi đúng không, còn Không có tiền tiền thuế nói chung thì nó sẽ là C thuế. cơm. Mình chỉ cần nói là Secum C secum cơm y à mi, secum thế thì đọc lối âm rồi. phải Thế đọc cơm lối âm y hay lên là C cơm mi, nối lối chữ M lên chữ Y. C cơm mi, secum mi없습니다. C cơm mi opsumida, được, C cơm mi opsumida. Đó, tiếp nào. Có gì đây, có thuế ở đâu, có tiền mặt, có tiền mặt, nói là có tiền mặt. 현금이 있습니다. Hân cơm mi isumida. Không có chuyển khoản. À, 계좌 이제 가 Đây là없습니다. opsumida. Rồi, có hợp đồng.계좌서 가 Kê giác없습니다. À, là đọc lại cái từ,있습니다. đọc lại cái từ hợp đồng này. Kê giác,계약서 không,가 kê giác, kê giác so, kê giác계약서 so cá가 있습니다. 있습니다. Rồi, không có tiền.돈 돈이 없어요. 아, 돈이 없습니다. 없습니다. 돈이 없습니다. có lương, có tiền원급비 있습니다. 월급이 있습니다. Chữ ký, à chị có biết cái chữ ký thì là chữ ký số ấy như nào? Chữ số thì chưa Chúng ta biết. có thể là biến thành tròn tra to miêu. Tròn tra. À bảo là có chữ ký số, à nói nào, có Có chữ chữ ký ký số. số. Tròn tra so miên y있습니다. 전자 서명이 있습니다. 전 tra. 전자 서명이 있습니다. Cái từ tròn tra này có nghĩa là điện tử đấy, có chữ ký điện tử đấy. Chữ ký điện tử chính là Tròn chữ tra. ký số đấy, đúng không? Mới đầu em cũng không hiểu chữ ký số là như nào đâu, hóa ra là nó là ký điện tử ở trên hệ thống. Thì các ông bảo cái đấy gọi là Bình tròn tra서명이 bình있습니다. thường mình cũng không biết nói thì cái số mình cứ ghi là internet internet sign in là được, không biết nói chữ À, cái rồi số chị nói là thần gia so miêng là người ta hiểu này, thần gia so miêng nghĩ gì đã là xong. tròn tra sao nè. Thần gia so miêng tiếp, vốn là không, không có vốn nữa, không có vốn thế nào, không có 자본이 없습니다. 자본이 없습니다. Có tài sản, 재산이 없습니다. thể có thể Cha tín san. dụng. Thế có cái từ cha san thì nó có bằng từ che san. Cha san với che san thực ra là giống nhau nhưng Đúng nhá. kiểu nó có nhiều cách, ý là nhiều, nó đọc nó bị lá giống nhau nên là nhiều nhiều người thì dùng chè san, người thì cha san. Nào, tiếp là thẻ tín dụng. Có thẻ tín, không có thẻ tín dụng. Tín dụng cá thư ca 없습니다. Có sổ ngân hàng. Ngân hàng thông trang y 있습니다. Không có chi phí. 비용 이 없습니다. 비용이 없습니다. 은행 통장이 있습니다. Rồi nào, tiếp chúng ta sẽ sang cái ngữ pháp thứ hai. Ngữ pháp thứ hai là gì? Danh từ địa điểm cộng với một cái e, sau rồi danh từ ika isumita hoặc thay bằng opsumita. Thì ở đây cái ika học rồi, ita học rồi, opta học rồi, ở đây chỉ có một cái chữ gì? Chữ e. E đây là cái gì? E đây là tiểu, tiểu từ chỉ vị, vị Yes. trí, Mm-hmm. thì vị trí. Cái này nó có nghĩa, cái này nó có nghĩa nhé, có nghĩa là gì? Ở, chúng ta dịch là ở đúng không, có nghĩa là ở, ở đâu đấy đúng không? Ở đấy. Ví dụ có cái gì đó ở đâu và không có cái gì đó ở đâu đúng không, cái này dịch là ở đúng không? Ví dụ này, có tiền mặt ở ngân hàng. Đầu tiên xác định địa điểm là gì? Địa danh. Địa điểm là Địa điểm trong câu ngân này hàng. ngân hàng, ngân hàng là ấn Ngân ấn hàng nghe, e. ấn nghe Ngân hàng e. nó bắt đầu đến cái danh từ. Danh từ Tốn. là gì?
không Tony tiền mặt nhé, còn tôn thì là là hiên cơm, tiền nói chung à, hiên cơm hiên cơm y ý có istmida. à, ý tôi nghĩ là hiên cơm ý tôi nghĩ là có tiền ở ngân hàng đúng không. Tiếp số 2, không có thuế giá trị gia tăng ở trên hóa đơn, vị trí của nó là Chỉ là trên hóa đơn ở trên à, hóa đơn kế san soi à, tiền gian soi fukase, ta thế fukase ka opsumida. rồi option mì đã rồi đấy kế gian sói vu ca xê gá option mì đã không có thuế giá trị gia tăng trên hóa đơn rồi có hợp đồng ở trong văn phòng Tamushin e kerasso ka kế isumida. rồi kế to cá thì xưng mì đã đó. Đó rồi tiếp là lên trên này xem là có những cái từ mới này nhé, chị ghép cho mình câu nào. Ở văn phòng thuế có hóa đơn, ở văn phòng thuế có hóa đơn nói nào Temu samuso e kế kế san so ka à, khi sang có cái istmida à, ở trên hóa đơn có thuế giá trị gia tăng isumida. Kế san so e fukase ka isumida. rồi ok. Ở trên hóa đơn không có thuế thu nhập cá nhân. Kế sân sổ e C. kế in số tức c k osmida. Option rồi. Trên thì trên hồ sơ thanh toán không có thuế doanh nghiệp. Trên hồ sơ thanh toán không có thuế doanh nghiệp. Hiện chê Hồ sơ thanh toán, chứng từ thanh toán đấy, hồ à, sơ chứng từ thanh toán. kế san Kèo chê rồi thanh toán kèo chê, nhưng mà cái kiểm chế chứng từ hồ sơ ấy đó là gì? chứng từ do sơ ru À soru đúng rồi. sơ ru Kèo chê kiểm soru. chế sơ ru e Rồi. Không có thuế thu nhập cả à, thu nhập doanh nghiệp. kiosk số tức c ka opsumida. Rồi. Khi mà Vân nói thì nhiều khi mình sẽ bỏ cái IK đi được nhá. Mình mà nói nhanh được nhỉ. Kèo chê soru. Kiosk số tức C option mì đặt đấy, nhiều lúc nói văn nói người ta hay bỏ chữ IK đi như thế không? Yeah. Thầy dịch thì cũng bỏ đi ạ. Thầy dịch thì bình thường thầy bỏ đi. Không, nếu mà đi dịch văn bản thì sẽ không thiếu một À không một không một không phải tiểu văn từ bản, nào hết, nói mồm thôi, còn nói nói mồm. mồm thì bỏ đi là chuyện bình thường. Tuy nhiên nhé, đây là trong trường hợp những cái câu ngắn như này thôi, câu đơn và cái câu đơn giản thôi. Còn những cái trường hợp mà nói dài, nói như là nói những câu dài các thứ thì nhiều trường hợp không được bỏ ấy. Bỏ người ta sẽ hiểu lầm luôn ấy. Đó. Nên là với lại bình thường em đi dạy nhiều cho nên thường cái việc bỏ 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 tiểu từ đi đối với em nó là cái việc rất là hiếm khi. Thế nhưng mà đối với những người mà không đi dạy mà kiểu đi dịch chủ yếu dịch thì người ta bỏ đi nhiều lắm. Có bỏ cái IK ưng đơn rất là nhiều luôn đấy. À, IK hoặc là ưng đơn nhé. IK hoặc là ưng đơn đấy. Ví dụ như là cái gì chu CEO hoặc là Israel, tôn Israel chứ không ít khi nói Tony Israel. Nhưng mà em lại quen mồm với toàn nói Tony Israel, Tony of Israel. Chân cứ mì Israel, chân cứ mì Israel. Kiểu mình đi dạy nhiều thì mình sẽ bị mắc cái bệnh là văn văn viết, sẽ bị nhiễm văn viết. Nhiều khi nói câu cú các thứ nó cũng sẽ ít khi em bỏ. Ví dụ như là ngay cả cái việc là làm việc ở công ty thấy phê sai ế to. Bình thường mọi người hay đọc là à, il theo đúng không? Đấy làm việc ở công ty nhưng mà em toàn em nhiều khi em toàn tách ra ý đấy thể không à, phê sai do ý đấy thể không hãy toàn nói như thế luôn bị mắc đấy, bị mắc cái bệnh tiểu từ đấy. Thế nhưng mà mọi người thường mọi người sẽ bỏ đi nhiều hơn, ai mà không thiên về về viết thì sẽ bỏ đi nhiều lắm. Rồi tiếp nào à, xong đâu đây à, thanh toán này à, tiền mặt này đấy trong hợp đồng
xong trong hợp đồng không có số tài khoản, trong hợp đồng không có số tài khoản, tài Kế khoản ra là so e, kế ra kế so e, ừ. kế, kế cha bốn hô, À bọn hô ca, bọn gì option ta đi ta. option gì ta rồi kế áp sói kế cho bọn hô gá option gì ta rồi phiếu đề nghị thanh toán à, trên phiếu đề nghị thanh toán không có chữ ký, trên phiếu đề nghị thanh toán không có chữ ký Đồ chung so, đồ chung so e. đâu, phiếu đề nghị thanh toán còn từ thanh toán nữa, phiếu đề nghị thanh toán Dấu chân so đâu, phải thanh khiến toán trước, chê thanh toán trước chờ chê dù trong so khiến chê dấu chân so ấy không có chữ ký không ở đây có chữ ký à, có chữ ký so miên nhi istemida istemida không có mà option gì cả so à. miên nhi istemida. Bắt đầu cái câu dài bắt đầu bị loạn hết cả cả từ lên rồi đúng không? À, trên phiếu đề nghị thanh toán thì đấy chị cứ luyện tập dần dần như này là chị dần dần chị sẽ sắp xếp câu cú nó sẽ nhanh hơn này. Chờ chê yếu trong thói to miêu nghi học sinh nỉ đạt đúng không, là chị nói lại câu này nào. Nhưng chê vô trong xó ế xó miếng nhì ọp xin nhì đà. Rồi. À, trong ví không có tiền. Chí cáp ế tôn nhì ọp xin nhì đà. Rồi. Ừ. Tiếp theo này. Trong thẻ tín dụng không có tiền. Chín dông khả thư ế thôn nhi học sinh này đã Ừ. Trong ngân hàng có nhiều tiền. heo e tôn mãn nhi sinh này đã Ừ, thố nhi mà nhi xin gì đã mình vẫn có là cái ừ, nghe nghe tôn thì bình thường nếu đầy đủ ra vẫn cho y đúng không, sau mà nhi thì xin gì mãn nhi. cái từ mà nhi nó chỉ là phó từ để đi nó đứng trước cái động từ để bổ nghĩa cho cái từ y tà là có nhiều thôi đấy nha, chúng ta sẽ là ừ nghe nghe thố nhi mà nhi xin gì đã à. À. Chi phí xem là chi phí trên hợp đồng không có chi phí à, trên hợp đồng không có chi Thế phí thế ra sao ấy à. phí dùng y học sinh đi. Rồi trên ô tô có sổ ngân hàng Cha tông cha e ấn hang thông trang y y yeah. sinh đà. Rồi ok. À, trong điện thoại, trong điện thoại có cái gì đây, trong điện thoại không có ngôi gì nó phù hợp với này, đây là cái từ điện thoại, trong điện thoại hoặc là bình thường mình hay nói là trong điện điện thoại tôi hết tiền rồi ấy. À, bình thường mình hay nói cái trong điện thoại tôi hết tiền rồi thì cái tiền đấy chính là cái tiền gọi điện thoại các thứ đấy, thì mình cũng nói bình thường như thế này được, chị chỉ nói xem à, trong điện thoại hết tiền rồi ít là không có tiền nữa ấy. Không nói nào Hiếu chưa te ai hiếu te trốn hoa hoa ừ. ấy thốn đi ọp xuân mì đà Đấy đúng không, cái câu này dùng trong trường hợp ví dụ như cái ông kia ông bảo làm cho ta mượn cái điện thoại để ta gọi cái đúng không, thì mình có bảo ờ thế cho nói thốn nhiều xin mì đạt được nhá. Đấy, điện thoại tôi hết tiền rồi không còn tiền nữa này, không có tiền thì này, người ta cũng hiểu nhá. Đấy. Nhiều lúc mình ngoại ngữ thì mình phải linh động nó lên chứ không nhiều lúc dịch mọi người thấy em thấy đa phần cứ dịch vuốt bay vuốt nhiều nhiều trường hợp cứ ra đi chơi đi tìm những cái từ đấy để ghép vào nó không ra cái gì cả. À, em dạy cái lớp trung cấp kia cũng thế, mọi người có cái câu em cố tình em cho như thế nhưng mọi người lại 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 cứ cố gắng ghép những từ từ cuối cùng nói trái hiểu thì biến biến tấu đúng không? Rồi đấy hôm nay chúng ta chỉ có hai ngữ pháp đơn giản thôi và xuống dưới nào xuống dưới đi luyện luyện tập nhá, luyện tập nhá, mình sẽ nói luôn nhá, nào có thuế giá trị gia tăng nói nào buộc Vũ ca sê ca ý xin đi. ừ phụ gia xe gái gì đã phụ gia xe gái gì đã không có phiếu đề nghị Vô trong sổ ca ọp xin đi. ừ. Vô trong kho cao gì đã à, có chữ ký ở trên hồ sơ thanh toán
Hiền chê à, hiền chê Đấy, hiền đúng. chê Hồ sơ chứng hiền từ chê à, đồ cho sọt ê đâu 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 yếu trong so đâu, hồ sơ thanh toán đâu rồi thơ đu à, hiền chê kế sang đâu lại kế san thì à đâu cái hồ sơ chứng từ nói chung mà sư à so đu hiền khởi chê chơi so sư đu về thanh khởi chơi là thanh toán rồi đúng không, hiền chê sổ ru e chữ son ý y ismida à so miên nghĩ xem là so đu về đọc lại câu cho bạn so đu khởi chơi hiền so đu chê sổ ru e son miên y ismida Rồi, ok. Không có chữ ký ở trên phiếu đề nghị thanh toán. Không hiền có. chê dấu Đấy. trong sổ e sáu miếng ý option này Rồi, ok. Thời thế. À, dù thông thái. Thông nhớ nghĩ. Option bị đặt. Rồi, có thẻ tín xin dụng. dùng xin dùng cá thư tha option này Xin nhau. Xin nhau kha đã thì từng là tiếp bên dưới là không có sổ ngân hàng bình hàng thông trang option này ừ. đã bình hàng thông trang Y option này đã học sinh gì cả rồi có chi phí ở trên hợp đồng thế đã soi e hiền bi Chồng bi là kinh hiền bi phí hoặc là hiền phí bi ông y option này à, y chúng ta có hai từ kinh phí và chi phí mong chồng bi kinh phí chi phí rồi không có tiền ở trong ví chi pháp e thổ nhi học sinh này là rồi chi pháp vế hồn ý học sinh có tiền mặt ở ngân hàng lễ hàng e hiện cơm y istemida là đến nghe nghe nhân công mi bị được không có thuế thu nhập doanh nghiệp thuế doanh nghiệp là thuế doanh nghiệp không có thuế thu nhập doanh nghiệp quên cửa doanh nghiệp rồi doanh doanh nghiệp là nghiệp gì kiosk kiosk là doanh nghiệp kiosk kiosk số tức xế kiosk số tức C ca K ca option à, option gì ta rồi kiosk số tức này C cá option gì ta còn thuế thu nhập cá nhân kén thế à, tức số tức xế C cá à, ha option này à tức là mình học mỗi từ cá nhân chưa học từ doanh nghiệp mới quên à, doanh nhớ là kén và nghiệp kiosk cái in thì là đúng dùng hàng ngày rồi không kiosk này rồi năm mới dùng rồi tại vì là cái gì ạ cái này chị cứ chỉ cần là thuộc từ mới bình thường ngữ pháp nó ví dụ như chị muốn nói tốt chị cứ chỉ cần thành thạo ngữ pháp của sơ cấp 1 và sơ cấp 2 à, chỉ cần thành thạo ngữ pháp sơ cấp 1 sơ cấp 2 và chị học nhuần nhuyễn những cái từ mới liên quan đến công việc của chị là chị cứ nói được đấy. Bây giờ chị cứ nói những câu đơn giản đấy không cần phải nói dài dạng không phải nói gì cứ nói không câu nói đơn lại đâu chỉ ừ. câu đơn giản Chỉ cần nói câu đơn giản thôi thì là người ta đã hiểu rồi thà chị nói những cái câu đơn giản chị lắp ghép ghép lại với nhau nó còn dễ hiểu hơn là cứ nói câu dài xong chả ai hiểu gì đấy. Khi nào mà chị nói được những cái câu ngắn đơn giản như này gọi là bật ra khỏi mồm nhanh đấy thì lúc đấy bắt đầu chị mới dùng những ngữ pháp cao cấp để mình nâng tầm cái nói của mình lên còn bây giờ cái quan trọng của chị là bật được ra khỏi miệng nhanh nhất có thể đấy làm nào bật nhanh nhất có thể là được cứ câu đơn là được đấy sau dần dần mình bổ sung dần từ ở ngữ pháp cao siêu để mình nâng tầm lên tầm đó. Tiếp nhé nào phần Hàn Việt là chị đọc cái số 1 em ngân hàng y OTA is ờ, nghĩa là gì ở ngân hàng thì có ở đâu? à, ngân hàng ở đâu thì cái này mình sẽ trả lời là phần hàng ý ở thì mình có Bắc Ninh e Bắc Ninh e ngân hàng y is à Bắc Ninh C đi cho từ C là có Bắc thành Ninh si phố đúng không Bắc Ninh C ấy Bắc ứng hèn ý ít tâm Ninh. à, Bắc Ninh C ấy ứng hèn ý ít tâm hoặc là trong trường hợp này người ta hỏi là ngân hàng ở đâu rồi thì mình nhiều khi mình không nhắc lại ngân hàng nữa mình chỉ cần nói là gì Bắc Ninh Bắc Ninh C ấy xe ít tâm à, Bắc Ninh xe có ở Bắc Ninh là được đúng không có ở thành phố Bắc Ninh à.
biết mu sa mu số kha với thì isim nè là văn phòng thuế ở đâu? Bắc Ninh xì À, isim Bắc nè ta Ninh si e. Ví dụ như là nó ở cái đường nào đấy chẳng hạn thì chị nói là Bắc đường Ninh Lý Anh Tông thì cho là Lý Anh Tông Lý Anh Tông Lý Anh Tông Tông Bắc khó đi, chúng ta có từ khó đi ấy. à đường À, khó li khó đi là đường đường, sao cộng với ý tâm khó li ý tâm người ta isim à. Lý Anh Tông khó đi người ta, nè nó ở cái đường Lý Anh Tông ý đúng không? Đó Phú ca xê tha học sinh nhỉ các à, trả lời là không có thuế không không có có thuế thuế, à không có thuế gì, giá trị gia không tăng có thuế giá trị gia tăng à, à không có VAT à, không có VAT à, thì mình bảo là trả lời như nào, nê hoặc là à nhiêu đúng á không? nhiều À học sinh nhiêu gì ta không có mà, nếu như thế chị phải là à nhiêu ta không có mà, nó đang hỏi là ơ thế không có cái thuế này à, mình bảo nó không có mà là đấy, hoặc là vâng có, vâng không có thì chuẩn hơn đúng không? Nê, nếu mà chữ nê option Nè. lý đi tả, hoặc nếu mà gì trả lời là không thì à ni ô thì phải là gì option Nè ta. không nó có mà vâng không có đấy đúng không? Phụ ta sẽ ta option mì cả nê option mì ta à ni ô option mì không có mà thế đấy kiểu thế đúng không? Tiếp Kế Sabon san so kha isim nè ka. kế sang to cao option mì cả, nó hỏi là không Có hóa có, đơn. không có hóa đơn nào, tương tự Không như có hóa thế đơn đúng à? không, là vì nếu mà ví dụ bà có vâng không có ạ thì nói là Nghe học thế sinh mì đà. mình ta bảo không nó có mà đúng không thì nói là Án nhiều isim mì đà. nhiêu ý mình là bom như trên mình bỏ xuống mê học mình là hoặc là nhiêu ý mình là không có mà. Tiếp số 5 Hiến hiến kim gì ô thi ít xâm lược á tiền mặt thì ở đâu Tiền mặt có ở đâu, có ở cái gì trong két là nói nào kết nếu chưa học kết à, kết kết thì két sắt chúng ta phải học à, công ty chị có két không, có kết nhưng mà không không nói từ kết vào có đây tum cô, tum cô két kum họ bạc bạn là cô cưng cô à thì có trong két sắt ấy à. Cơm khôi isumida À, cơm khôi hiếng cơm cơm cô ấy, isumida cơm là và à cơm cơm là tiền, cô là kho, kho tiền đấy, dịch ra là kho tiền ấy. Nó có trong kho tiền ấy. Cơm cô gì ta, cơm hoặc là khôi ở trong cơm cái khôi cơm cô này thấy các ông ấy cũng hay rất là bảo quản giữ những cái gì, những cái giấy tờ quan trọng đúng không, như là bị giấy hoạt động kinh doanh, giấy đầu tư, giấy phép gì gì đấy, người ta cũng thấy ngày xưa thế em nhét hết vào trong cơm cô này, cơm cô gì ta không có trong két đúng không? Tiếp là số 6. tiền chê dấu chân số kha isim nè ka có phiếu đề nghị thanh toán không Có phiếu đề nghị thanh toán không? nè isim nè ta Đây xin bị bạn án nhiều học sinh nè ta nhớ học xin bị bạn nhớ học xin bị bạn tiếp y bon ta re thì đồng ý isim nè ka học xin bị các tháng này có chi phí à không có chi phí à tháng này không có chi phí à, mà nó mình trả lời là gì nè học sinh gì đã à nê học à nhiều ít sinh gì đã rồi hoặc là nhớ thì xin là không có mà sếp à không à vâng không có ạ à. Đấy, ví dụ như bình thường tháng chị cũng phải tổng hợp chi phí các thứ đúng không, thì chị nói từ phí ông này được hay chị dùng từ chóng bi không thấy ông ấy dùng với chị bao giờ chỉ thì hay thỉnh thoảng chị hay nói từ kiềng bi nhưng không biết có hiểu không chóng bi kiềng bi cũng được, kiềng bi chóng à bi là kinh phí à. kiềng bi hay Chóng nhiều bi là khi mình nói sai nói chính tả ông không hiểu đâu có thể kiềng bi chị phát âm không đúng ấy, không chóng đúng thì chắc bi không hiểu à chóng bi cái phát âm là cái quan trọng ghê ấy, ví dụ bình thường mình biết mình phát âm nó cứ lơ 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 nhưng được cái thế tiếng Anh mà mình phát âm kiểu đấy thì khó hiểu, nhưng mà tiếng Hàn ấy được cái nếu mà ví dụ chị không phát âm chuẩn nhưng người ta vẫn đoán ra đấy, tại vì em thấy nhiều người phát âm chuối lắm nhưng mà người ta vẫn cứ hiểu chóng bi cái gì kiểu cứ hiểu kiềng bi thấy thấy cái âm nó cũng bị lơ lớ giống như mình nghe tiếng Việt thấy người nước ngoài nói tiếng Việt nó lơ lớ lớ mình vẫn hiểu mà đúng không
người ta vẫn đoán ra, trừ cái trường hợp mà cái chữ nào mà nó khó hiểu quá thì mình không lấy ra, thì còn bình thường đa phần là vẫn hiểu hết. Song miêng À, sao miếng song nghĩ miêng y o t e x tâm á, à, sao miếng ở thì cho chữ mình ký, à, chữ ký thì ở đâu, ký nó ký ở có ở đâu, đâu là à, cái ký đâu, chữ chữ ký này có ở ký đâu đấy, ở chữ ký đâu. đuôi, chữ ký ở đâu, chữ ký đâu, ý là chữ ký không biết là chỗ nào thì mình bảo có ở đâu, chữ ký có ở, để chữ ký có ở phía trên thì hay ở phía dưới, chữ ký ở phía dưới ấy. À, phía dưới chúng ta có từ à, are 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 thì chữ ký gì, are hoặc là ở trên là nó quỳ e quỳ ê e e thì chân e lý thì e đã, hoặc là ở phía trước hoặc là phía sau. À, cho mình cái từ đấy e nhá, e à, are là phía gì, e are là phía dưới đúng không, sau còn thì à, lúc đấy ở cái đầu quy là phía học hết trên. trên dưới đấy nhưng mà nó không sử dụng nên quên hết. À, sau tiếp thì phía trước, à, à, là Thế phía trước đúng không, ví dụ như là một cái hợp đồng này tờ mãi chả có chữ ký nó ở đâu, chả thấy chữ ký đâu cả. À, nó bảo tuy ấy, nó ở phía sau kìa, tuy đúng không, mấy này là hay dùng nhiều nhất, sau đấy, à, trên dưới trước sau đấy. À, ví dụ nó ở phía sau ấy xếp à, thùy ê thì xin lý lý đạt đấy, thùy ê xin lý đạt, hoặc là ở đằng sau hợp đồng ý thì nói là ở sau hợp đồng. xong đầu khi đã so chi À, chi hết à à, kế áp so thùy ê chi thì xin lý ít đạt mi đà đấy, kế áp so thùy ê thì xin lý đạt, chi có ở đằng tâm sau đà cái hợp đồng ấy. Hoặc là nó ở mặt sau ấy, ở mặt sau ấy, cái từ mặt mặt là miên phi, hoặc là nó dùng là thịt miên, chứ thịt miên ấy, thịt miên là mặt sau, mặt trước là hạt miên, là mặt À, trước, yeah. mặt trước đúng không? Cái này dùng nhiều mà, trong trong ví dụ trong hợp đồng các thứ giấy tờ thì mình hay dùng nhiều đúng không, mặt trước mặt sau, thủy thuyền miên, ảm miên. Tiếp à, số 9. Vâng. Ấn hàng thông trang e ẩn ma ít tâm Ừ, nghĩa nịch là á, sổ sổ ngân hàng có bao nhiêu, à, trong có sổ bao nhiêu sổ ngân hàng, trong Orma này là bao nhiêu tiền, thì bao nhiêu còn tiền bao nhiêu tiền ở trong sổ ngân hàng, à, có bao nhiêu tiền ở trong sổ đấy. Thì cái hỏi hỏi này không cần tiền hả thầy, này ân hàng sổ tài khoản cái từ có bao Orma đấy, nhiêu, cái từ có bao nhiêu Orma này nó là nói là cho bao nhiêu và bao nhiêu tiền đấy ẩn nhá. ông. Orma này nó đang nói cho bao nhiêu tiền đúng không, thì có bao nhiêu tiền ở trong cái sổ tài khoản đúng không. Bình thường như đi hỏi giá các thứ, người ta cũng hỏi Orma, còn Orma nó sẽ nói về tiền nhé. Orma có bao nhiêu ở trong, bao nhiêu tiền ở trong sổ ngân hàng, thì mình bảo bây giờ là có 10 tỷ chẳng hạn, nói nào, không sao, học Ship số up, trên tờ đúng ship không, up đâu? không, Đâu? ship Đâu? off là 1 tỷ thôi, Một tỷ à? off là 100 triệu đúng không, ship off là 1 tỷ, bây giờ lên 10 tỷ phải là gì, bet off, Đó. bet off đúng không, nói nào, bet Tiền này mình phải viết ra xong mình đếm xuống ngược 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 lại. đúng rồi, nhưng mà Tôi không nói được. những cái số chẵn này thì mình phải nhớ, ví dụ như là bảo à, còn bao, ví dụ một số lẻ một loạt loạt đằng sau đấy thì mình còn khó đọc, chứ còn những cái số chẵn này bình thường mình nói thì mình chỉ nói số chẵn thôi, chứ ít khi nói số lẻ, ví dụ như à, 10 tỷ 50 triệu chẳng hạn đúng không, thì mình nói được 10 tỷ 50 10 triệu tỷ thôi. hẹp óc, không mình vẫn nói được 50 triệu được, nhưng mà 10 tỷ à, 10 tỷ 151 triệu 700 bao nhiêu gì gì đấy thì như thế là mình không nói được, thường là sẽ không ai nói cái số chẵn số lẻ như thế, người ta chỉ nói cái số tầm chẵn chẵn tầm một 10 tỷ Quảng thôi, 110 tỷ 250 hay quảng gì là đấy thôi đúng không. châm mà thầy, châm À, mà à, chồng khoảng 10 tô châm thường dùng cho châm, dở, mình hay dùng bẹc óc tông nó là chồng khoảng tô. 10 tỷ. Ừ, phải cho đơn vị vào nhé, chồng tô là khoảng đúng không, bẹc óc tông chồng tô à, Trừng tô. Thế xâm. là dùng khoảng đằng sau hả thầy? 10 tỷ, khoảng 10 tỷ đây thầy, Ừ, hiện tại thì khoảng. À những cái khoảng 10 từ, tỷ thầy vừa bảo những cái từ mà ví dụ như mắn đi với trừng tô là nó sẽ đứng trước động từ hả? Mình nói không, sao mình không biết là nó đâu. cái mãn ni đó là phó từ đứng trước động từ, thế nhưng cái chồng tô đây nó lại là bổ nghĩa cho cái một 10 tỷ cơ mà, thì giống như tiếng Việt ấy, cái chồng tô đó là một cái danh từ giống như tiếng Việt ấy,
khoảng 10 tỷ, thì bây giờ nó đi lật đảo ngược hết lại thì 10 tỷ sau nhất khoảng 10 tỷ đồng đúng không? Thì 10 tỷ đồng xong trước xong rồi bắt đầu mới đến khoảng mà. Đấy, giống như là người Việt Nam thì phải Việt Nam trước xong mới người mà đúng không? Thì nó bị đảo lộn giống như tiếng bị đảo lộn tiếng thì bảo đảo lộn tiếng Hàn à, bị tiếng Hàn bị đảo lộn ngược với tiếng Việt đấy, giống như tiếng Anh cũng thế đấy đúng không? À, giống như người Việt Nam thì thành Việt Nam người, bây giờ là khoảng 10 tỷ thì phải để phí 10 tỷ khoảng đúng không? Được rồi, chồng đâu. Đó. Phép ốc tông trọng đô ít là tiếp số 10. 언제 원급히 있습니까? Khi nào thì có lương? À, khi nào có lương đây? Ngày 10 hàng tháng. À, ngày mùng 10 à? Mẹ mẹ Mẹ, mẹ quên. mẹ ta, à mẹ luôn à? Mẹ ta được, mẹ ta nếu quên. Mẹ thế quân meta nó khác gì nhau không thầy? Giống Không nhau, giống nhau hết. giống nhau. Nhưng mà nếu mà chị tách ra, chị dùng ví dụ như là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì ví dụ như từ ta thì chị lại phải dùng thuần Hàn, nhưng quân chị lại phải dùng Hán Hàn. Đấy, nó sẽ phân biệt như thế thôi. Còn đâu dùng như nhau nhá. À, còn me thì là giống nhau, còn nếu Còn mà nghe cùng nhau. thì thả Mẹ quên me tan là word mùng 10. ship ship y Xin đây đúng không, vào 10 e thì e istemida quên cái gì mình đã ít mình nếu istemida quên ship e gì đấy e ít có vào mùng 10 hàng tháng hoặc người thế ta ví dụ mình nói câu này là thế me tan hoặc là me won ship y đấy istemida bỏ e đi có sao không thế, nói thế người đọc ship hiểu không? gì hiểu hiểu được, Hiểu hiểu nhưng mà thường cái chữ tiểu từ e này người ta e ít bỏ đấy lắm, hầu như không bỏ e e so cứ từ người ta không bỏ, người ta chỉ bỏ y ca hoặc là ân rân thôi, còn những cái e này đa phần không bỏ đâu, không bỏ luôn. Ví dụ như là o ti tayo thì thường như thế thì nó những cái câu đơn giản đấy thì người ta bỏ, nhưng bình thường hay người ta ví dụ như bảo có check sang vi e tayo chứ không ai nói check sang vi tayo cả, ít lắm người ta check sang vi e, tại vì cái e nó để nó nhấn mạnh là ở chỗ nào là vị trí mà. Đó. Ship ý đây, ship ý đây mình đã có vào có vào ngày mùng 10 hàng tháng rồi đấy nào. Bây giờ xem nào, bên dưới để luyện tập cái từ mới đúng không, luyện tập từ mới xong còn nhớ không nào. Ngân hàng nào, lấy một ví dụ về ngân hàng. Ngân hàng 저는 은행에 thầy nói là tôi đi ngân hàng cho nên ở ngân hàng Kyle ca không, cas mình đang ca học cấu trúc đấy đâu, mình đang học cái chưa cấu chào trúc cấu trúc có và không ở có, ngân hàng có và không có, không có ấn hàng y istemida ấn hành y xin mi tạm cũng được, ấn hành y xin mi tạm rồi hợp đồng à cái Samsung e character ta ismida. chữ ký. Kiên chế sở ru e so miên y ismida. Rồi, tiếp số ngân hàng. Ngân hàng thông trang ismida thông trang y ismida. Ứng thanh thông trang nghi gì mình tặng tổ. Tiền mặt. À, huế sai hiến cơm y ismida Tiền thuế. huế huế sai hiến cơm Đâu, tiền thuế. Đâu à tiền thuế à tiền mặt em tưởng tiền tiền à tiền thuế thuế tiền thuế tiền không cơm có rồi tiền thuế cái có tiền thuế nữa tiền thuế thế nào cái kế sân so e bu ca se ca ismida cái tiền thuế và tiền thuế giá trị gia tăng nó sẽ à tiền thế khác nhau nhé, khi tiền thuế tức là thuế nói chung đúng không, còn tiền giá tiền trị gia tăng thì nó lại thế là một xe cái cơm thứ khác đúng không, xe cơm. à kế sân soi thế cơm y ismida Thẻ tín dụng. tín dụng cá thư Xin xin dụng cá thư nhung cả thứ. e chờ thốn nhi ismida Chi phí. phi phi ông Phí. phi
비용이 있습니다. 비용이 있습니다. 비용. lương tháng. 원급 Lương tháng World Cup. Có lương vào cuối tuần này. Mấy cái từ cuối tuần học chưa nhỉ? À chưa đúng không? cuối tuần này, cuối tuần thì học chuman Chumare, chumare, chumare ipon phải cho trước này, Ivan ipon chumare chumare, Ivan uốn cấp chumare. p ismida À, vừa cứ biết mình đã vốn chapon à vốn ở công chapon ty ở à, công ty bây giờ không có vốn đâu ở à, công ty không có vốn. Huế xa Huế xa e chả Tài sản, buôn nhì ọp tài sản tất cả tài sản đang có tất cả ở ngân hàng rồi, tất cả tài sản ở ngân hàng rồi. xin mì À, san chân chân tròn vụ bu chúng ta xe san dùng em tròn vụ đấy nó hơi cao cấp một tí, không chị có cấp thế là dùng mồ mồ tinh mồ chân chè san mô tinh à mô tinh mồ tinh chè san ní thì tâm lý đã chè san y y sâm mê nói lại câu này là tất cả tài sản đang có ở ngân hàng. e mô mô tinh chà chè san y y sâm mê đà Rồi, phiếu đề nghị thanh toán. khiến khi vô trong sở Phiếu đề nghị thanh toán có ở đằng sau hợp đồng. Phiếu đề nghị thanh toán có chỗ ở đằng sau hợp đồng. hiện chế dù trong sò à không khi rắc sò đằng sau đầu này Kế so. khi rắc sò chie À, chị ấy. chie dù hiện Thế chế dù trong sò đồ trong cho ca khác ismida ismida ok trả lời rõ chi cục thuế à chi cục thuế tam số chi cục C1 à chi cục thuế có ở đường đường nào của chị đường đang ở đường đường nào đường à kia à là đường Lý Anh Tông thì đây là à đường Lý Anh Tông không cái đường chi cục thuế là đường cái đường gì ở chỗ Vincom ấy đường cũng à, là cái đường gì ở đằng sau Vincom ấy nhỉ ở trên thành phố Bắc Ninh ở em ra đấy nộp chứng từ rồi cũng cũng giống như là Anh Tông hay cái gì nhanh Nhân Tông Lý Nhân Tông hình như cũng Lý Nhân Tông Lý ở Nhân Tông Lý Nhân Tông đường có đi khi hay đường có khó đi ly khó ly khó đi à. khó ly À, khó Lý Nhân Tông ly khó đi à, xây thêm mô một số chi cục istamida chi chi cục ca cookie à chi chi cục cookie chứ ca chi cookie cookie à chi istamida cookie istamida chi cookie istamida à nhân viên thuế nhân viên thuế ở văn phòng thuế nhân viên thuế có ở văn phòng thuế Thế nhân mô viên xa mô thuế có số xa xem mô mua số e xăm thôi ấy. nhưng mà nhân viên thuế thì cũng dùng là nhân viên xe Dùng mô chi quân xây mô chiếc quân được xây xe mô chi mô quân chiếc quân hạ y chi quân ý khi ismida à, ý đã rồi công ty kế toán có ở đâu trên thành phố Bắc Ninh công ty kế toán có ở thành phố Bắc Ninh công ty này đúng không? Bắc Linh chi Bắc Ninh CE Bắc Linh CE nào Huế Kê à, công Huế ty kê Huế Huế xa được Huế kê Kê Huế quê xa xa Ca ca Huế xa Ismida ca Istanbul à Bắc Ninh CE Huế kê Ismida Huế xa ca Huế Istanbul xa à nói lại cho em Bắc Ninh thì Bắc Ninh CE Huế kê Huế xa Kha Ismida rồi ok tiếp phiếu đề nghị tạm ứng
biết không? Tạm Là một từ này ứng nhưng chưa chi khá vui, từ khá khá vui liên vui lạc à tạm khá ứng vui thì phiếu khá đề vui nghị là gì? Dù khá trong vui vô chung sò à, khá vui dù trong vô do chung à, đấy là sò phiếu tạm ứng. Nào, thì vô bây chung giờ nói sò nào, phiếu khá tạm ứng vui vô chung sò đâu, bây giờ nó hỏi là phiếu tạm ứng ở thì đâu tạm phiếu tạm à ứng tiền cô à, tạm ứng phiếu tiền tạm ứng tiền mặt à, cái khá vui này chỉ cần nói khá vui dù trong sao người ta đã biết là giấy tạm ứng tiền. Nếu mà cho muốn cho rõ tiền mặt thì cho nhân cơm lên trước đúng không? Chân cơm khá vui dù trong sao đấy, giấy tạm Isumida ứng cho so chân ka cơm khá Isumida vui dù trong tiếng sao các cơm isumida khá bún dù trong so ka Isumida à, có phiếu tạm ứng tiền mặt bây giờ có ở đâu? Có ở bộ phận kế toán. à một bạn nữa Phế kê tìm mê hiện cơm khá bún dù trong so e ka Isumida Nhiều trong số các isumida đó có ông ấy muốn đi tìm phiếu thì bà đi đến phòng kế toán có không? à, đúng rồi đấy, và cái này có ở phòng kế toán ấy rồi đấy. Thế là hết bài hôm nay, chị cũng biết hết từ mới rồi ấy nhỉ, hay là hôm trước Thầy thầy cho thầy đọc cho em những từ mới của cái bài kia xong ngồi đọc vậy không về không muốn đọc từ mới. Thầy đọc cái bài mới của bà ngày mai. Thế thì học từ mới nhé, học từ mới dưới này, Vâng, về học từ học mới mới rồi. đi sau buổi sau là cứ thế luyện cho nhanh, Vâng. tại vì Tại vì chị từ mới mấy rồi mấy cái khó từ mới ở trên đấy là vốn dĩ chị biết rồi hay là thầy cho mới học? đọc từ mới đây là chị học lâu rồi kiểu như thỉnh thoảng ở trên ở ở công ty chị cũng cứ ngồi chị vào chị nghe xong rồi cứ tức là từ nào mà chị đã đọc một lần ấy tự nhớ được có những từ mà đọc mãi nó cũng nhớ tự tự kiểu như tự xem ở trên mạng ấy với cả trước đấy chị đi học cấp lớp 1, cấp 2 rồi mà nhưng mà vẫn không nói được bây giờ học thầy thì học mùa này thì nói được hơn Không thì sau ý là cái từ, những cái từ mới mà liên quan đến công ty này này em cho vâng. này thì là vốn dĩ chị trước thì biết rồi hay là bây giờ thầy cho thì chị mới học? À, không những từ nào mà không những thầy từ thầy cho đấy là kiểu có mấy từ chị biết rồi thôi. Còn nhiều từ chị cũng biết. Ví dụ từ nguyên vật liệu này chị lại không học này. PO nhà cung cấp này không biết. Cái Giá trên cái cả này thì về không liên từ quan kế nhìn qua toán nhưng thì mà. cái kia lên kế toán này chị biết nhiều hơn đúng không? Cái toán đấy là mình tự học thôi. Còn còn ở công ty này 10 năm làm ở công ty 10 năm nhưng mà chưa dùng bao giờ vì sếp chỉ nói tiếng Việt thôi. Chứ tiếng Anh. Bây giờ cố học đi để cải thiện thôi, đi sang chỗ khác làm trưởng phòng kế toán lương 60 triệu một tháng. Đâu, bình thường bên mình là không có phiên dịch đâu. Sếp À. làm việc trực tiếp thế những cái vấn đề mà khó là phải đi nhờ lên công ty kiểm toán ấy, nhờ Rồi. công ty kiểm toán dịch. À. Chứ mình không nói được, ví dụ có vấn đề lớn, ví dụ xảy ra vấn đề lớn như đợt vừa rồi đi gặp công an với các lại thanh tra là không không dịch được, là phải lôi phiên dịch đi Thuê theo. người có thuê thuê phiên dịch bao giờ không? Có định phải Thuê á. thuê phiên dịch ngoài bao giờ không? Bên là đồng với công ty kiểm toán ấy. À, ý là công ty kiểm toán họ có phiên dịch là mình nhờ phiên dịch Có viên. công ty kiểm toán có phiên dịch thì sao mình nhân đấy mình nhờ người ta đi theo người ta dịch cho dịch miễn phí cho Okay. Lúc nào mà cần thuê phiên dịch thì gọi em. và thầy thì hả không ông này tiết kiệm tiền lắm Thế à, lúc nào mà nói chuyện với mình mà không nói được là ông ấy đánh Google một câu tiếng Hàn dài ra xong rồi dịch sang tiếng Việt xong rồi mình cần nói tiếng Việt mình đánh nó vào điện thoại của ông ấy xong nó chạy ra tiếng Hàn rất là sành điệu ok, nào bây giờ chị đọc cái từ mới của ấy đi, của cái bài này đi này. Quần Uôn quần uôn ba cha tre à, rồi chu môn sò hoặc là ban ban chu sò thầy chu so đằng dấu huyền nhé, hàn thầy chu so hàn chu sò bình thường cái chữ đầu tiên mình đánh dấu huyền trước chu môn so thầy chu so hàn chu sò rồi tiếp cha cha tre óp chê trà tre ọc tre cha tre óp chê rồi óp tiếp trà kha tre ọc kiệt tre cà kiok cà kha kiệt kiok kha tiếp kiệt tan ca thần ca đơn giá tan ca rồi tiếp quân ca quần ca, cái này là hiệu là giá gốc hoặc là chi phí, tức là nó đang nói đến một cái nguyên vật liệu mua về giá gốc bao nhiêu thì cái giá gốc đấy được tính vào chi phí, cho nên nhiều khi mình sẽ hiểu đó là chi phí cũng được nhá. À, quân ca lạp nạp khum khoác in so nối giữa ở trục chữ cần hoặc khoác in so in thì là do hoặc ở in so giấy xác nhận nạp giao hàng, phum nạp phum gọi hoặc là in nhiều khi so mình hay dịch là gì, giấy biên bản giao hàng, biên bản vâng giao hàng giấy giao hàng thì thực ra nó là giấy xác
xác nhận giao hàng không? Tiếp. Pu cha che. Thủ ra xe à, vật liệu. Kha khê. Cà kê. Y chang. Xì trang. Chợ. Tiếp. Chu môn hà tả. Ừ, chú môn ha tà. Tiếp. Khế san hà tả. Thế san ha tà. Tiếp. Chào. Chạc song hà tả. Con ha tà. Tiếp. Ô thế là ví dụ thanh toán ấy, hàng tháng em hay là thanh toán là chính là từ kê san ha tả thanh Kế toán. san ha tà nó thực ra nó hay dùng từ ví dụ như là ra nhà hàng nó hay kế san ha tà Thế còn ấy. thanh Đấy. toán ở công ty, ví dụ Còn mình mua thanh hàng ở cao cấp toán ấy, xong mình thì chuyển hay nó sang dùng thanh là toán kyoje hoặc là chibu này này đó. chi bùn à? Còn cái kế san nó mang là tính toán, ví dụ như bây giờ mình tính cái này với cái này đi xem nó như nào Đi thì vào nhà kế hàng san ta e tính tiền ba đúng không? đấy. Ừ, kiểu tặng hoặc là ở ở nhà hàng thì mình phải tính tính tiền cho tao đấy, thì nó hay dùng kế san a tả. Kia dùng từ chi bung Họ hoặc là kiêng chê. còn đây là mình kyoje kiểu như quyết toán cho bên nào Vâng, đấy, thanh quyết toán, toán thanh quyết toán. toán đấy, chi trả đấy, chi vu là chi trả Chi và quả. chi trả và quyết toán đấy. À, giống như tiếng Việt mình chi trả và quyết toán mình sẽ dùng trong chuyên ngành hơn đúng Hai không? từ này từ nào cũng dùng được này. Ừ, hai từ này dùng được để chi chi vu chi trả Chi hoặc là bung quyết hà tả. toán. Ừ. Kiêng chê hà tả. Chờ chê hà tà, chi vu Kiêng hà tà. chê. Ừ. Tiếp. Phú mê hà tả. Phú mê hà tà, mua hàng. Tiếp. Yo chân hà tà. Nhiều trong hà tà. Yon yon Nhiều lác lắm. hà tà. Hà tà. Thắng môn hà tà. Đó. Giác sốc hà tà. Đặc sốc hà tà. Khế đắc hà tà. Chế hắc hà tà. Đổi, đó. Những cái từ này cũng rất là hay đấy. Học chị mua hàng các thứ liên quan. Chị là tổng hợp hết đúng không? Thì chị cái Đó. gì cũng làm hết. Chỉ có phần mua hàng không, là mua hàng của bạn khác, còn còn những kiểu như làm mấy cái cơ quản lý cái cả cái gì môi trường phòng cháy mấy cái thể loại vớ vẩn này, cái Thế kiểu thể loại là chị thuộc là kế toán hành chính nhân sự đúng không? xong sao bình thường mình hay nói với ông đấy, thì ví dụ như bác quản lý thì cũng biết mấy cái từ đấy, nhưng mà nói nhiều thì cũng không hiểu, nói chung vấn đề lớn là phải đi nhờ phiên dịch Chị cứ tích lũy mấy cái từ này dần dần, tiếp xúc dần là sau rồi cũng siêu hết thì mà. Chị hiểu công việc chị truyền tải, nói những cái câu đơn giản người ta cũng hiểu ấy. Nhiều khi những cái người mà nói những cái câu cao siêu nhưng mà không hiểu bản chất công việc nói cũng không ai hiểu đâu. Đó. Rồi, đấy, hôm nay học đây nhá, chị về học từ mới đi, buổi sau rồi mình sẽ học ngữ pháp luyện tập là xong. Rồi, 오늘 수업 여기까지 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 안녕히 안녕히 계세요. 계세요. 안녕히 계세요. 그 안녕히 계세요. 공녀 ở nhà nên là 안녕히 계세요. 안녕하세요. 오케이.